trình Vượt Lên Chính Mình rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Cổ phần Lastar thực hiện, phát sóng hàng tuần trên kênh HTV7 vào lúc 20 giờ 20 phút tối thứ sáu. Và thưa quý vị, hôm nay chương trình Vượt Lên Chính Mình trở lại với thành phố mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh. Khi một ngày mới bắt đầu, mọi người là sẽ hối hả tất bật với công việc mưu sinh. Nhưng chúng ta hãy cùng lắng lòng lại để cùng gặp gỡ và chia sẻ với những hoàn cảnh không may mắn trong cuộc sống. Ở họ, niềm tin và hy vọng vẫn luôn luôn cháy bỏng. Thế nhưng dù có cố gắng đến đâu, bao năm qua họ vẫn chưa thể tìm được cho mình một hướng đi về phía ánh sáng. Ngày hôm nay, chương trình Vượt Lên Chính Mình sẽ đưa quý vị và các bạn cùng đến gặp gỡ, làm quen với gia đình anh Nguyễn Hồng Chương, ngụ tại phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cùng đến, cùng sẻ chia và cảm nhận với những mất mát và khó khăn mà gia đình anh Chương đang phải gánh chịu. Mỗi khi đặt bút để kể về một câu chuyện như thế này, tôi lại cảm thấy trái tim mình mềm lại. Cái cảm giác được nghe, được thấy, được chạm vào từng ngõ ngách của tâm hồn họ, không biết đã bao nhiêu lần rồi, vẫn là những cảm giác thật đặc biệt, sâu thẳm và đầy rung cảm. Nhận được lá thư gửi đến chương trình Vượt Lên Chính Mình, trong thư không phải là người đăng ký tham gia chương trình, mà là của một người hàng xóm. Hằng ngày, chỉ đi qua nơi này, những hình ảnh về gia đình nhỏ bé này đang vất vả mưu sinh, cứ thế theo chị về tới tận nhà và trở thành nỗi trăn trở từ lúc nào không hay biết. Và lần theo lá thư giới thiệu của người hàng xóm tốt bụng ấy, chúng tôi tìm đến nơi đây để tìm cho mình những hình ảnh xác thực nhất. Anh là Nguyễn Hồng Chương, người đã có được một mái ấm gia đình như bao người đàn ông khác, dẫu anh mang trong người di chứng của cơn sốt bại liệt từ khi mới 10 tháng tuổi. Tôi cũng ráng cố gắng, bởi vì tôi đã thân nó tàn bạc rồi. Cơ thể nó cũng có lúc khỏe, lúc yếu, mà bây giờ tôi phải lo chứ. Phải lo đặng cho nó bây giờ sức lực mình còn bao nhiêu mình làm bao nhiêu. Tôi quyết tâm là tôi không bao giờ không để mà đã tàn bị phế nữa, thành ra tôi phải cố gắng. Chứ mơ vợ chồng con cái mới đèo qua bên chỗ bán, tôi thì chở trứng cho vợ, chở hai đứa nhỏ, rồi đi bỏ cho mấy quán vòng vòng bên chợ. Rồi xong công việc hết 8 giờ rồi, vợ tôi thì ở đó bán, có bữa thì bán giữ con, có bữa thì tôi chở đi vòng vòng bán thêm với số kiếm sống qua ngày, bán khoảng tới 10 giờ là tôi về. Trải qua tuổi thơ đầy gian khổ, anh cũng đã tìm cho mình một cuộc sống tự lập bằng rất nhiều nghề. Nhưng mỗi khi rời xa công việc, nỗi buồn về sự bất hạnh của bản thân lại trỗi dậy. Anh thường chọn cho mình những nơi yên tĩnh để xa lánh bạn bè cùng trang lứa. Giờ đây, nhìn những hình ảnh bận rộn này, tuy thật vất vả đối với một người như anh, nhưng với anh thế đã là quá đủ. Lấy chị Nguyễn Thị Bích Vân được 4 năm, có đứa con được 3 tuổi, anh như sống lại những ước mơ cháy bỏng thời niên thiếu, đó là có được một gia đình như bao nhiêu người khác. Thế nhưng với anh, dường như số phận đang đưa đẩy anh đi về nơi xa lắm. Có nhìn thấy nét mặt ngô nghê và những bước chân đi chập chững không vững của cháu Hồng Huân, chúng ta mới hiểu thấu được nỗi đau của anh Chương và chị Vân. Được sinh ra trong điều kiện hết sức khó khăn, cháu Huân vừa lọt lòng mẹ đã mang chứng bệnh thiếu oxy não. Nay cháu đã 3 tuổi nhưng chưa biết nói, chưa biết đi như bao nhiêu đứa trẻ khác. Nhiều khi bác sĩ nói khám thằng con, tôi bác sĩ nói bây giờ anh chị về coi liệu đẻ đứa khác đi. Tôi mới nói trời ơi, vợ tôi khóc quá trời. Tôi nói không sao đâu, con mình cũng chưa đến nổi đâu, năm nay nó chưa biết đi thì sang năm, sang năm nó sẽ biết đi thôi. Thành ra vợ chồng tôi quyết là không có đẻ đứa nào nữa, bây giờ tạm thời là nuôi cho nó lớn, đã biết đi, nó học hành, thế nào phải vốn người ta. Vậy là sau khi có lại được niềm tin vào cuộc sống, anh Chương lại phải đối diện với một nỗi đau giống như bản thân mình đã từng trải qua. Và càng đau gấp vạn lần khi nỗi đau ấy lại vươn vào thân xác của đứa con trai duy nhất của anh. Ở phường Thanh Xuân này, có lẽ hình ảnh người phụ nữ ngồi bán trứng và người đàn ông đi bán vé số dạo đã trở nên quen thuộc với rất nhiều người. Tiệm sửa chữa điện của anh Chương cũng được nhiều người biết đến. Không phải vì anh làm ăn phát đạt, mà vì mọi người biết đến anh như một người đàn ông hiền lành, chất phác, mà trên hết là anh còn là người chồng, người cha đầy trách nhiệm. Xem nhẹ cơ thể ngày một yếu đi,
anh Chương đang chọn cho mình một con đường duy nhất để đi đến nơi mà anh ao ước được đến. Nơi đó, anh sẽ nghe được tiếng con bập bẹ hai tiếng mẹ cha và được nhìn thấy con bước đi vững chắc trên chính đôi chân của mình. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Vượt Lên Chính Mình. Kính thưa quý vị, chương trình Vượt Lên Chính Mình là một chương trình dành cho tất cả mọi người và đặc biệt dành cho những ai có vay vốn ngân hàng và có nhu cầu xóa nợ. Đến với chương trình Vượt Lên Chính Mình để chúng ta hiểu rằng chúng ta chỉ thật sự thất bại một khi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng. Và hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ gia đình của anh Nguyễn Hồng Chương và chị Nguyễn Thị Bích Vân. Sáng anh bán vé số, chiều anh đi sửa điện. Sáng bán vé số thì một ngày anh bán được bao nhiêu? Vé số lúc này cũng nhiều người bán lắm, thành ra cũng ế lắm anh ơi. Có bữa là ngay tôi cũng lăn cái xe đi á, nhiều khi nó mệt thì đi vòng vòng đây kiếm được khoảng 10.000. Coi nào bán không hết vé số rồi mình ôm luôn, rồi bữa sau trúng độc đắc không? Cũng có nghĩ ôm luôn, nhiều khi nó hên sao nhưng mà không dám anh. Ôm trúng thế mình nghĩ nhưng mà chắc chắc cũng nghĩ. Trúng thì cũng mệt phải không? Mà không trúng thì mệt hơn nữa. Cảm ơn anh. Và vợ của anh Chương hiện nay đang bán trứng gà, trứng vịt tại một góc đường. Mỗi ngày chị bán được bao nhiêu trứng? Dạ bán 100 trứng. Khoảng 100 trứng thì lời bao nhiêu chị? Khoảng 10.000. Khoảng 10.000. Ngoài bán trứng gà, trứng vịt ra, chị còn bán trứng gì nữa không? Dạ trứng nhộng. Và hiện nay gia đình của anh Chương đang vay ngân hàng 7 triệu đồng. Hôm nay anh sẽ đến với chương trình Vượt Lên Chính Mình để xóa đi số nào đó với hai vòng thi. Vòng thi thứ nhất anh sẽ vượt qua với nghề làm điện của anh. Và đây là hai cái bóng đèn, hai cái máng đèn có 3 sợi dây. Sau 1 phút 30 giây anh sẽ nối 3 sợi dây này vào hai nguồn điện và một dây vào một cái adapter này đây. Sau đó chị sẽ chạy thật nhanh qua và gắn cái bóng đèn vào cái máng điện này, cắm điện lên, cháy lên. Sau 1 phút 30 giây hai bóng đèn đều cháy cả thì gia đình sẽ xóa đi số nợ 3.500.000 đồng. 1 phút 30 giây bắt đầu đi anh, bắt đầu đi. Công việc của anh Chương đã bắt đầu. Như vậy là anh đã bắt đầu gắn dây điện vào hai cái máng và chị sẽ gắn bóng đèn vào, cắm điện lên. Nếu như điện thấp sáng ở hai bóng đèn thì gia đình sẽ là người chiến thắng và xóa đi 50% số nợ của ngân hàng. Hiện nay thì bà con cổ vũ rất mạnh, chúng ta vỗ tay thật lớn lên nữa nào, thật lớn lên, nhanh lên nữa anh, nhanh lên. Chúng ta sẽ kiểm tra bóng đèn bên đây. Gắn nhẹ nhàng thôi coi chừng bóng đèn nó bể. Bây giờ là 40 giây rồi, cắm bóng đèn vô luôn. Gì cháy chưa? Cháy rồi, chạy qua đây. Còn một sợi dây điện cuối, còn một sợi dây điện nữa. Cố gắng lên anh Chương. 1 phút rồi, còn 30 giây nữa để gắn bóng đèn nữa. 30 giây nữa. Nhanh lên chị, cố lên chị ơi, cố lên, cắm vô coi nó cháy chưa. Cháy lên, cháy rồi. Wow. Như vậy là hai cái bóng đèn đã cháy và Quỳnh Linh đã bấm đồng hồ. Quỳnh Linh số mấy? 1 phút 17 giây. Xin chúc mừng, 1 phút 17 giây. Như vậy là gia đình anh Chương đã xóa được số nợ 3.500.000 đồng. Xin chúc mừng. Chúng tôi trân trọng kính mời bà Lê Thị Hồng Nga, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh sẽ trao số tiền ở vòng xóa nợ 1 3.500.000 đồng cho gia đình anh Nguyễn Hồng Chương và chị Nguyễn Thị Bích Vân. Xin chúc mừng anh chị. Anh Quyền Linh xin chào tất cả các bạn học sinh thân yêu, xin chào. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ chơi trò chơi là chuyển trứng bằng đĩa. Đây là những quả trứng cút đã luộc sẵn rồi, chúng ta chuyển được bao nhiêu chúng ta ăn bấy nhiêu. Tham dự trò chơi hôm nay có hai trường, đó là trường An Phú Đông và trường Thạnh Xuân. Và hôm nay mỗi đội chúng ta sẽ có 6 em và chúng ta sẽ chuyển mỗi lần trên chiếc đĩa này sẽ có 2 quả trứng cút. Sau 1 phút 30 giây, đội nào chuyển nhiều trứng nhất, đội đó sẽ đội chiến thắng. Đội mình
đây sao cho trẻ em nhỏ quá vậy nè. Em lớp mấy? Dạ em lớp 7. Nhỏ con quá, chơi nhóm có thắng không? Dạ thắng. Thắng không các bạn? À thắng không, mình đây nhỏ con, đây lớn con rồi nha, cố gắng lên nha. Để xem đội nào sẽ về nhất đây, đội nào sẽ chuyển nhiều trứng cút nhất đây. 1, 2, 3, bắt đầu. Chuyển đi bạn. Đi qua chuyến ngày bạc, đi chậm thôi, đi chậm thôi. Chậm thôi, nhỏ con mà đi thật chậm thôi cũng rồi. Rồi chui qua, chui qua. Rồi, chạy đi nhanh lên. Rồi đi luôn, đúng rồi. Qua luôn, qua luôn. Bạn nào rớt hết trứng thì đỡ ngược về lấy lại nha. Chui qua nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi, đúng rồi, chui qua. Rồi, đổ vô nhanh lên. Hay quá, chạy nhanh về. Nhanh lên các bạn, nhanh lên nữa. Để xem rớt, cẩn thận thôi, tới đây rồi cẩn thận. Đi chậm chậm qua tới nơi, cẩn thận luôn. Từ đây, trời đất ơi, nó đúng. Hồi hả? Vô hay quá. Từ từ thôi, gần tới nơi, coi chừng nó rơi ra là uổng lắm. Đúng rồi. Nhanh lên, An Phú Đông đâu. Nhanh lên nữa. Còn 15 giây nữa. Cố gắng lên. Gần hết thời gian rồi, còn những giây cuối cùng. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Cố lên, cố lên. 1, 2. Chúng ta bắt đầu đến chính của đội Thành Xuân. 2, 4. 6, 10, 11, 12, 14, 16, 28. 30, 32. Đội An Phú Đông. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Các bạn bình tĩnh đây. Giờ phút này là công bố kết quả rất là quan trọng. Sau khi xem xét, ban tổ chức thấy rằng là đội Thành Xuân có phạm quy một vài lần. Vì các bạn cầm cái dĩa và các bạn tựa cái hai cái trứng vào cái tay nghiêng thế này mà trứng không rơi. Vì vậy, theo ban tổ chức thì hai đội hòa nhau, mỗi đội sẽ nhận được 2 triệu đồng. Chúng tôi xin trân trọng kính mời cô Phạm Thị Bạch Lan, Phó Hiệu trưởng trường Thành Xuân và cô Nguyễn Thị Trọng Hoa, Phó Hiệu trưởng trường An Phú Đông sẽ tặng quà cho hai trường với trò chơi chuyển trứng bằng đĩa. Xin chúc mừng hai trường. Chúng tôi xin kính mời bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Thành Xuân sẽ trao phần thưởng cho hai đội. Mỗi đội nhận được 2 triệu đồng. Xin chúc mừng hai đội. Ngay bây giờ anh sẽ đến vòng 2 với nhiệm vụ là ráp tắp lô điện. Đây là chiếc tắp lô điện và trong vòng 1 phút 30 giây anh phải ráp xong 2 tắp lô điện. Mỗi tắp lô điện có một đồ ổ cắm điện, một công tắc và một cầu chì. Và vợ của anh Trương là chị Nguyễn Thị Bích Vân sẽ chạy đem từng cái cầu chì, cái ổ điện và từng cái tắp lô qua cho anh. Tất cả sẵn sàng. 1 phút 30 giây ráp 2 tắp lô điện. Bắt đầu ráp đi anh. Bắt đầu ráp đi. Thưa quý vị, như vậy là gia đình đang đến với vòng 2 để xóa đi số nào còn lại trong ngân hàng là 3.500.000 đồng. Chúng ta hãy cổ vũ thật lớn hơn nữa để chúc cho gia đình anh Nguyễn Hồng Trương. Còn một cái cắm điện nữa. Có nghe khán giả vỗ tay và vỗ động nhanh không? Cố lên anh Trương ơi, chỉ còn chút xíu nữa thôi chúng ta sẽ có cơ hội xóa đi số nợ 3.500.000 đồng. Một
cái tốc lô đầu tiên gần như hoàn thành. Một cái tốc lô đầu tiên, còn tốc lô thứ hai. Nhanh lên nữa anh Trương, bây giờ là 1 phút rồi. Chỉ còn có 30 giây nữa thôi. Chỉ còn có 30 giây nữa thôi. Một cái tốc lô có một cái cầu chì, một cái công tắc và một ổ cắm điện. Bây giờ thì anh đang đến giai đoạn là đắp được một cái công tắc, một cái cầu chì, còn một cái ổ cắm nữa. Còn cái ổ cắm là trong đoạn cuối cùng. Cố gắng nhanh lên nữa. Hư con ốc rồi. Chết rồi. Còn một con nữa. Rồi chạy quá. Quy Linh đã bấm đồng hồ dừng lại. Hai tấp lô điện đã hoàn thành. Số mấy đây? Hôm nay em đến đây để cổ vũ cho anh Trương đúng không ạ? Mời em. Dạ 1 phút 29 giây. Xin chúc mừng. Như vậy là với 1 phút 29 giây, gia đình đã xuất sắc vượt qua vòng 2 và tiếp tục xóa đi số này còn.